và
hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá. Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực phát động nhiều phong trào hoạt động có liên quan như tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá đến toàn thể bệnh viện, thành lập đội bảo vệ chuyên trách ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện, tổ chức tháng hành động nhằm hưởng ứng chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Y tế tuyên truyền về luật phòng chống tác hại thuốc lá đến bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân. Thực hiện chương trình ngày Chủ nhật xanh, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, lắp đặt các biển báo biển cấm hút thuốc trong toàn bệnh viện, tuyên truyền tác hại của thuốc lá đến thanh niên và thiếu niên địa phương. Và thưa anh chị biết bao, khi hôm nay đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi được có mặt và tham gia hội thi này, đóng góp tiếng nói của cá nhân như một thứ vũ khí trên mặt trận phòng chống tác hại của thuốc lá trong xã hội nói chung và đặc biệt là trong môi trường bệnh viện nói riêng. Chúng tôi xin hứa mỗi một nhân viên y tế của bệnh viện Chợ Rẫy sẽ luôn là một tuyên truyền viên giỏi để lan tỏa nhận thức về phòng chống tác hại để chúc mừng cho phần thi trả hỏi đến từ số 201 bệnh viện Chợ Rẫy. Vâng.